Anh về sớm ạ. Sao hôm nay quán em đóng cửa sớm thế? À, bên nhà có việc, em phải chạy sang xem thế nào. Chứ không phải là em đi đâu à? Đi đâu là đi đâu ạ? Anh lại nghe cô Liễu nói linh tinh rồi. Hay là ngày mai em treo cái biển ở trước cửa ghi là chỉ bán cho phụ nữ thôi nhá. Nhưng mà với những khách tỏ ý quan tâm em ấy, em phải giữ khoảng cách ra. Cứ để người khác thì sao, anh không thích. Vâng, treo lên cho em. Chị à, về rồi. Thế thì tốt rồi. Này, nói chuyện với ai mà vui thế kia? Em nói với Dương chứ còn ai nữa. Dương sao mà phải vui thế? Anh nghi ngờ cái gì đấy? Em nói chuyện với anh Khải một tí nhá. Không có chuyện gì đâu. Hai chị em ngủ sớm đi. Cả ngày ở quán đã mệt rồi, đem về thì đi ngủ sớm đi. Cái lọ ma lọ mọ. Ê, không đùa đâu. Nào.